Chiều tối qua, một nhà cao tầng tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Người dân khu vực trèo rào vào giải cứu một cụ già. Khoảng 17 giờ 30 phút chiều qua, ngôi nhà một trệt hai lầu tại hẻm 49 đường Bùi Văn Ngữ, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán trình báo cho lực lượng chức năng. Nắm thông tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 12 đã có mặt, điều động xe chuyên dụng cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Ít phút sau, đám cháy được khống chế. Người dân cho biết, lúc phát hiện vụ việc đã trèo rào, phá cửa để vào bên trong, giải cứu một cụ già mắc kẹt ở tầng 2. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng một số tài sản đã bị thiêu rụi.